hôm nay con có một cái lô đất để gửi cho giới thiệu cho chú đây, và cũng như là gửi cho chú và cũng như gửi cho cả các anh chị mà nhà đầu tư hoặc là với anh chị mình đang có nhu cầu tìm đất nộp rẻ, nộp ngân hàng hay là nộp banh gì đó với anh chị ha. Thì hôm nay em có một cái lô ở tầm ở tại đây là Bảo Vinh đúng không? Bảo Bình. Bảo Bình Cẩm Mỹ. Bảo Bình ở xã Cẩm Mỹ. Vinh. Thì trước mắt là về được cái đường á, là đường này là đường bê tông ha, đường bê tông thông thoáng này, đường này đường thông luôn. Một hướng thì đi về Sinh Tây, một hướng đi về Sinh Lộc luôn nhé. Ở đây là có biết là mình có cái đường điện ba pha nè. Có đường điện ba pha một nơi luôn rồi. Nó đi đây đường điện ba pha của mình ha. Đất của mình thì vuông vức và đã được rào sẵn cái này, được rào sẵn nè, đó. Từ cái diện tích ở đây này. Từ cái cây cột này tới giáp ranh ở bên kia. Hiện tại của mình là 25m bám đường, và chiều sâu của đất là 80 mấy, một bên 80 mấy, một bên là 70 mấy, là tổng diện tích của mình là có hai sào đúng luôn. Là trong này là mình có 100m thổ cư đó để chúng ta xây nhà. Ở đây thì từ cái vị trí của cái lô đất này là mình chạy ra đường hướng này, đi ra cái đường lớn á, ra trục đường lớn của mình á, đường nhựa 15m á, là mình đi ra đó chỉ có từ đây cho đó khoảng chừng 300m thôi, chưa tới 300m đâu. 300m là đi ra tới cái đoạn đường lớn của đường nhựa luôn ha. Thì từ lô đất này cách tới cái vị trí sân bay Long Thành là 36 cây. Đó là mình tính theo cái bản đồ nha, tính theo đi bản đồ dẫn đi đường vòng, đi đường tùm lum các kiểu á, là 36 cây đó. 36 cây đúng, 36 cây nếu mà mình dự tính mình đi á, là tầm đâu đó là khoảng từ 50 phút mà đi ra hướng, đi ra về sân bay Long Thành á đó. Còn đây từ lô đất này mà về tới thành phố Biên Hòa, nếu mà đi đúng ta đi biết đường đi ha, thì không phải đi theo đường Google á, là chúng ta đi tầm 60 cây là về tới Biên Hòa. Là 60 cây thì chúng ta đi phải tầm tiếng mấy ha. Tầm tiếng mấy. Còn nếu mà ta biết đường đi, không biết đường đi mà đi theo đường Google đó, là tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 70 cây. 70 cây là về tới thành phố Biên Hòa. Đất đây thì bằng khoảng khu vực đẹp rồi. Có cây bằng khoảng khu vực đẹp mà đường xe hơi nè. Đó. Đường xe hơi là đi thoải mái nè. Đó. 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 Cọc này qua tới bên kia là 25m mặt tiền đường bám đường hả chú. Đường bê tông hiện hữu rồi, ở trên này là đường bê tông hiện hữu rồi. Khu vực ở đây thì dân cư sống nhiều rồi, mỗi hình như là tại đất ở đây á là dân ở đây nó sống nhiều, nhưng mà tại ở đây đó là nhà nào đất cũng rộng hết á, nhà nào cũng tính bằng sào không à, chứ không có tính bằng mét vuông, là tính mình giống như trên thành phố được, cho nên là nhìn nó rất là thưa. Nhưng mà thực tế là nhà mỗi một cái lô đất thì đều có người dân ở hết rồi, tại vì đất đây là mọi nhà nào cũng tính mẫu tính sào hết à, cho nên là cái khoảng cách của các nhà dân nó thưa ra. Nhưng mà ở đây thì thích hợp cho mình làm vườn chú ha. Ở đây là chú có thể là chú hoặc anh chị nào đó mua cái thế này là làm vườn được nè, rất thích hợp làm vườn. Giống như cái lô vườn bên này của ông anh đang làm vườn, ông trồng bử nè, rồi trồng sầu riêng, rồi trồng tiêu, đó, trồng mít, trồng tùm lum á, đủ thứ đó. Bên này chăn nuôi nè, có bò chăn nuôi tùm lum nè, đó. Bò chăn nuôi. Chỗ này là ngay cái lô đất mình, nó có một cái đường nè. Có một cái đường nữa nè, đó, cái đường phụ thôi. Ngay cái đường phụ này không biết là có thông không, có đề cái đường phụ. Đường này thông luôn nha em. Đường thông luôn. Đường thông luôn. Đường bên này là đường đá mi. Đường hiện hữu, đường thông luôn nè. Đường hiện hữu luôn. Nó cũng có trên bản đồ luôn, đường hiện hữu. Rồi bây giờ chốt lại cái lô đất này ha. Hai sào chú ha, hai sào giá hiện tại là 2.6 tỷ đó, 2.6 tỷ. Còn thương lượng thì có gì con sẽ gửi cho chú xem. Tối nay chú cứ xem đi, rồi chú xem xong chú báo lại cho con liền nhé. Tại cái lô này đang ngập nè, cái lô đang ngập, thực tế là cái anh rất là ngập banh rồi, cho nên anh cần bán gấp để thu hồi vốn trả nợ cho cây banh, cho nên là con gửi chú xem cái lô này ha. Còn quý anh chị mình có xem qua thì quý anh chị mình cũng tham khảo thôi. Nếu anh chị mình thiện chí thì quý anh chị mình có thể liên hệ cho em ha. Ngồi số điện thoại 0846 583 538 là kết bạn Zalo em số này luôn nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.